Arnold, điều gì đấy bất ngờ đã xảy ra? Anh còn nhớ bộ phim Đôi Ác Quỷ chứ? Một chàng trai giàu có ép người khác biến thành nhân bản và sau đó gửi bản sao thay chính mình đến các cuộc họp nguy hiểm và mấy thứ như thế. Vâng, bọn mình cần anh bạn giúp một trong vài người quen của mình. Anh sẽ thay thế Kim Jong-un trong một ngày. Anh có thể tưởng tượng việc cai trị một đất nước với dân số 25 triệu người tuân theo, tôn thờ và yêu mến bạn và chỉ bạn không? Nhưng thành thật mà nói, họ không có quyền lựa chọn đâu. Nhiều thứ mà hầu hết ai cũng coi là bình thường là bạn chỉ được cho phép ở đó. Ví dụ mặc quần áo của các nhà thiết kế châu Âu tốt nhất hoặc ăn mứt Nutella. Trong khi tham gia các công việc quan trọng của nhà nước, ngôi nhà khổng lồ của anh được bảo vệ bởi trung đội lính vũ trang, hàng rào điện và bãi mìn. Ngay cả vụ nổ bom hạt nhân cũng không hề hấn mấy bức tường được bao phủ bởi các thành trì. Giờ hãy sẵn sàng bởi vì bọn mình sẽ có chuyến đi. Kim Jong-un có cuộc hẹn với Donald Trump. Kim nói rằng anh ấy sẽ không thể sống sót trong lần thứ hai và tất cả trông khá đáng ngờ. Vì vậy anh nên đi thay thế. Chuyến tàu bọc thép cá nhân của anh bắt đầu cuộc hành trình từ ngay ngôi nhà này. Tốc độ của nó không vượt quá 60 km một giờ do trọng lượng khổng lồ của chiếc xe bọc thép. Chỉ hôm nay, tất cả đều là thuộc quyền sở hữu của anh bạn. Vụ thu hoạch năm nay khá thất thoát, như anh thấy đấy, và 10 triệu người có thể chết vì đói. Chắc chắn rồi, nhưng 15 triệu người vẫn còn. Các bạn không nên vào đấy khoảng 20 phút đâu. Ok, tốt thôi, nếu là vì an ninh của tiểu bang, chỉ chủ tịch mới được dùng nhà vệ sinh di động. Tất cả các mẫu nước tiểu và phân được thu thập theo dõi sức khỏe và đảm bảo rằng không có gián điệp phát hiện ra bệnh nào cả. Căn phòng tốt nhất trong thành phố được cho thuê chỉ dành cho anh. Và sau khi rời đi, không ai nghĩ rằng chủ tịch đã từng ở đây. Dịch vụ an ninh không để lại một dấu vân tay hay sợi tóc nào từ người thống trị vinh quang. Mọi người đang chờ đợi anh. Không nói gì, chỉ mỉm cười và vẫy tay. Mình chỉ biết Tổng thống Mỹ sẽ không gửi lời mời họp trên WhatsApp đâu. Này Annie, cậu có chắc là được chụp hình ở đây không? Anu, mình có tin xấu đây. Tất cả chính phủ ở trên thế giới đã bị lật đổ. Và bây giờ tất cả bị thống trị bởi các kẻ độc tài. Đúng, xét về một mặt, đây là chuyện tốt. Không ai sẽ rời khỏi nước họ nữa. Và mọi người sẽ làm việc vì phúc lợi và vị thế của đất nước họ trên thế giới. Nhưng ở mặt khác, dưới các chế độ này, hầu hết mọi người không được ở nhà hoặc khu cư trú, mà là ở nhà tù. Bởi vì đạo luật của các nước này sẽ rất hà khắc và đôi khi thậm chí thật sự lạ lùng. Bạn có thể quên luôn về lợi ích của nền văn minh. Sau tất cả, quan hệ kinh tế quốc tế cũng không cần thiết nữa và mỗi quốc gia từ giờ sẽ chỉ làm việc cho chính mình. Nhưng điều đó có nghĩa là nếu trước đây nước bạn không có nền công nghiệp nặng, ví dụ như là chế tạo phương tiện, thì bây giờ bạn không thể sở hữu một chiếc ô tô và tất cả những gì tốt nhất bạn có thể kỳ vọng là chiếc xe đạp dở tệ. Và mình không nói đến việc mạng xã hội biến mất, nhưng giờ bạn chỉ có thể nói chuyện riêng tư với bạn bè ở đâu đó, sâu trong khu rừng, với chiếc radio được bật thật to. Từ giờ, dù cho bạn muốn cắt tóc, thì kiểu tóc của bạn cần được chính quyền địa phương chấp thuận. Và cũng chỉ có một số lượng hạn chế kiểu tóc được chính phủ chấp nhận. Nhưng thứ rùng rợn nhất là giờ tất cả các nước nghi hoặc lẫn nhau như một mối đe dọa tiềm tàng. Nên hầu hết nguồn lực của các nước được đầu tư vào xây dựng quân đội. Và than ôi, một ngày nào đó sẽ có người phá vỡ quy tắc và nhấn vào nút đỏ nguy hiểm. Được rồi, xin chào tất cả mọi người. Này, anh đi đâu vậy? À, hiểu rồi. Chờ đã. Nói tôi nghe, anh đã tắt phát trực tiếp chưa đó? Thôi xong, chờ một chút. Có vẻ mọi người thích điều này. Nhìn xem Ano, ta đã tìm ra kiểu nội dung mà hàng triệu người dùng muốn xem. Anh có nhiều lượt đăng ký hơn cả Eminem, PewDiePie và T-Series. Thật không thể tin nổi. Giọng nói của anh vang khắp các màn hình trên thế giới. Có nghĩa là chúng ta giàu rồi. Các ngân hàng xa xỉ nhất đều tung ra các lời mời quảng cáo đến anh. Người nổi tiếng đang xếp hàng dài chờ được hợp tác đóng phim cùng anh. Nhưng ai quan tâm mấy người đó chứ? Cô nàng Lolita đã theo dõi anh trên Instagram.
Ừm, tất nhiên, chuyện này là vì mới vài tiếng trước, album solo của anh ra mắt trên iTunes và đã vượt mặt cả Ed Sheeran và Billie Eilish. Anu, có lẽ lúc này là khoảnh khắc quan trọng nhất đời anh. Trước mặt anh là một vị tổng thống tỷ phú. Anh có thể yêu cầu mọi thứ từ ông ấy. Mà nhân tiện, anh yêu cầu gì vậy? Thật xấu hổ khi lần này ông Trump là người chế nhạo anh. Không phải tôi, bởi vì anh sẽ thế chỗ ông ấy trong một ngày. Tại sao gọi là chế nhạo ư? Cứ nhìn đồ ông ấy ăn xem. Khoai tây chiên, burger, Coca-Cola, chưa cần hết ngày anh đã trầu trời mất. Sau khi ăn sandwich và uống Coca vào bữa sáng, anh sẽ có cuộc họp với bộ phận an ninh, ký vài loại tài liệu. Ôi trời ạ! Hãy đi dạo quanh thành phố nào. Bây giờ anh đang đợi đoàn xe tổng thống. Có tới 12 chiếc xe chống đạn giống nhau, chịu được sức công phá của một quả bom. Anh sẽ được liên lạc với các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới. Một chiếc pizza cỡ lớn đang chờ, ngập tràn trong sốt cà chua và sữa lắc sô-cô-la. Hơi nhạt nhẽo nhỉ? Ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc thì sao? Hay là chê ông Kim Jong-un? Hoặc ta có thể tán thành một đạo luật kiểu như mỗi người dân Mỹ cần phải đăng ký kênh Meet Anu. Về tới nhà rồi. Bữa tối nay có đùi gà KFC và nhiều Coca hơn. Có người nói với tôi ông Trump ăn như vậy chỉ để làm mau. Trên thực tế, ôi, đó là lý do lương hàng năm của ông ấy chỉ có $1. Anh đòi phần thưởng là một năm tiền lương của ông ấy sao? Đúng là ngu ngốc. Như vậy, anh được $1, nhưng anh phải trả tiền thuế của $400,000. Như lương gốc của ông Trump, dù ông ấy đã đem tiền tặng hết cho các cơ quan liên bang. Vậy, Anu, anh định bán quả thận nào đây? Năm 2050, trái đất chịu hậu quả từ nóng lên toàn cầu. Dân số thế giới vượt ngưỡng 10 tỷ người. Sự quá tải dân số này đã gây ra sự thiếu nước sạch trầm trọng. Và các thế lực lao vào tranh giành nhau lon Pepsi cuối cùng. Thôi được rồi, trở lại nhiệm vụ. Năm 2050, tất cả mọi người đều có giấy phép tử tính. Và bởi các máy móc thù địch có thể nhận dạng cảm biến từ xa tới 10 km. Alo, anh sẽ là người an toàn nhất và không thể bị tấn công ở 2050. Anh là người sẽ giúp thay đổi cục diện cuộc chiến. Các chiến binh, tập hợp. Thế rồi, Alo, kẻ thù được báo là xuất hiện tại phía Bắc. Tuy nhiên, con đường đã bị chặn bởi các súng bắn điện. Thay vì bắn đạn, chúng phóng ra các súng điện mạnh với vận tốc lên đến 7,000 km/h. Chúng ta phải tìm hầm trú ẩn. Nhanh nào, mau xuống đường hầm. Anh thoát khỏi họng súng rồi Anu. Nhưng có vấn đề khác đây. Bọn máy móc dò tìm. À, đừng lo Anu. Nhớ này, bọn lơ lửng này không nhận diện được anh đâu. Anh chỉ cần đi nhanh qua chúng nó rồi rút điện thôi. Tốt lắm Anu. Tương lai chắc chắn phải trông cậy vào người như anh. Tiến lên bạn tôi ơi. Sắp thành công rồi. Đến lúc lên bề mặt rồi. Anu, nhiều kẻ thù xung quanh quá. Mặc giáp máy vào ngay. Có bộ giáp này, anh sẽ trở thành một chiến binh siêu phàm, đi mãi không mệt. Tất cả các hoạt động thể chất sẽ trở nên dễ dàng gấp 20 lần so với trước đây. Anh làm bất khả chiến bại, Anu. Giờ anh chỉ cần tìm cách điều khiển nó. Ôi không Anu, anh vừa mới giết chết chính mình ở tương lai. Ok, ta không có thời giờ để đau buồn, kẻ thù đang tới. Anh có tia phun lửa, bắn nó đi. Oh yeah, ai mà nghĩ được ngày này lại xảy ra ở Hollywood cơ chứ. Anu, coi chừng, có tên lửa. Chuyện gì thế? Anu, chạy mau. Đất mẹ ơi, có vẻ như chúng ta xuyên về thế kỷ 13 rồi. Và ta đang ở thời kỳ của tòa án dị giáo. Một chuyến đi không tưởng. Nhiệm vụ chính của tòa án dị giáo lúc đó là bài trừ kẻ dị giáo. Hey, Anu đã làm gì đâu? Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi.
Họ cho rằng điện thoại của anh là vũ khí ma thuật đen. Tòa án dị giáo trải qua khoảng thời gian không mấy thuận lợi. Khi Galileo chứng minh rằng trái đất quay quanh mặt trời, ngay lập tức nó đi ngược với quan điểm của công giáo. Ano, anh đen lắm. Thời đấy bất kỳ ai tóc đỏ đều bị coi là có dính líu đến ác quỷ. Thả lỏng nào, ít nhất họ mới hỏi cung anh thôi. Ngồi xuống và bình tĩnh đã. Ghế được làm từ sắt đặc chế nên chúng có thể bị hun nóng. Thường phạm nhân sẽ thú tội sau khi bị tra tấn. Anh phải từ bỏ tà giáo thôi Ano. Trong suốt thời kỳ của tòa án dị giáo, rất nhiều nghi lễ của người ngoại đạo bị coi là ma thuật đen. Họ đã cố để đồng hóa người ngoại đạo đi theo công giáo. Hồi nào Ano, thuận theo họ đi rồi anh sẽ được tự do. Sự thật đúng là tòa án dị giáo đôi khi sẽ để những người hối cải được tự do. Thánh Chúa ơi, giờ tính sao? Có vẻ ai đó cáo buộc anh rồi. Thời đó người ta thường buộc tội ai đó là chống phá để trừ khử họ. Tôi không biết liệu anh chịu được bao nhiêu tra tấn nữa Ano ạ. Nhìn này, bốt đá của Tây Ban Nha, xiên họng của dị giáo và cái lò của Judas. Ano, tôi cực lực khuyên anh hãy thú hết mọi tội đi. Ok, chỉ cần ký vào đây, anh sẽ thừa nhận mình là thuật sĩ, phù thủy, ma pháp sư gì đó. Tin vui là tra tấn thế là kết thúc. Còn hội tòa án dị giáo thì thực ra là sẽ không xử tử người ta. Sau khi thú nhận, tôi sẽ nhận án phạt từ chính quyền tòa. Bình tĩnh nào Ani, không ai dám thiêu anh đâu. Theo luật thì họ chỉ chặt đầu anh thôi ấy. Wow, Anu, xin chúc mừng nhé. Anh được lên thiên đường rồi kìa. Xếp hàng và đợi Thánh Peter mở cổng cho anh vào đi nào. Oh, quá là tuyệt nhỉ. Này, wow, nhìn kìa, đó là John Lennon sao? Không, hình như chỉ là Chúa thôi. Có hẳn một bức tường đầy tranh vẽ các vị thần của những nhà hội họa tài ba. Ở các thời kỳ trước, người ta tin rằng thần cực kỳ hung ác và khát máu. Ví dụ, người Aztec liên tục hiến tế người sống cho thần Huitzilopochtli để cầu mưa. Các vị thần Hy Lạp cổ đại là hiện thân cho bản tính con người hay là các hiện tượng tự nhiên. Thật không may, Ani, theo quan niệm của Thiên Chúa giáo, không như đạo hồi, anh sẽ không có 72 trinh nữ. Nhưng này, nhìn kìa, ngay đó đó là John Lennon đó. Hay lại là Chúa nữa thế? Và ngày ấy đây rồi. Ngài có nhiều tên gọi lắm. Đấng sáng tạo, Đức Giê-hô-va, Thần Thánh. Ôi, Ngài ấy đang ngủ. Anh không nên gây rối ở chỗ của Ngài ấy, Ani. Ano, anh nghĩ gì thế hả? Anh không được phép vào đó. Đây là trung tâm điều khiển toàn thế gian này đấy. Đừng động vào gì cả, Ano. Ôi, mọi chuyện không ổn rồi. Trong vài thế kỷ qua, đức tin trên thế giới này đã dần dà biến mất. Và Chúa, giống như hầu hết mọi sinh vật sống trên thế gian này, cũng có người ghét. Đừng giả mạo Chúa, Ano. Con người thật sự quá tham lam để có thể ở vị trí này. Và đã có khá nhiều ví dụ điển hình trong quá khứ. Họ đều không có kết cục tốt đẹp. Ano, dừng lại. Đây không phải trò đùa đâu, anh bạn. Giờ mọi chuyện đều rối như tơ rồi. Cuồng tín quá thì dễ gây chiến tranh lắm. Và giờ cuộc thập tự chinh bằng hạt nhân bắt đầu rồi. Ano, dừng nó lại ngay trước khi quá muộn. Anh có đang nghe tôi nói gì không hả? Phù, vừa kịp lúc. Này, Chúa ơi, đừng hiểu lầm câu này. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Ngài đã đến rồi. Ano, xem ra anh tiêu đời rồi. Tôi chuẩn bị đến nhà tang lễ để nói lời cuối với anh đây. Ôi Chúa ơi, anh còn sống ư? Không, đúng hơn là anh sống lại. Có vẻ là do thứ nước anh đã uống trước kia. Giờ anh bất tử rồi. Chúc mừng anh Ano. Giờ anh là sinh vật sống lâu nhất quả đất này đấy. Cơ thể của anh có thể tái tạo. Và cụm từ tế bào lão hóa nghe chỉ như trò đùa với anh. Chà, anh định dùng sức mạnh bất tử kiểu gì đây? Có rồi, băng qua đường ngay đèn đỏ.
sàm sỡ bất kỳ cô gái nào. Thắng luôn cả cuộc thi cosplay Kenny Mark Comic nữa. Nhảm nhí quá. Anh có vô số năm nữa để sống và anh phí hoài chúng vào những chuyện này ư? À no, dù sao thì anh có thể học tất cả mọi thứ trên thế giới, bất kỳ môn võ nào. Hay thậm chí đi khám phá những ngân hà mới. À no, có lẽ nên dừng việc lãng phí thời gian lại đi. Ok, vậy là 200 năm tới anh chỉ ngồi và xem bằng hết số phim trên Netflix hả? Tôi thấy anh bắt đầu chán rồi. Nhà của anh thì bắt đầu sụp đổ. Thế mà anh vẫn trẻ măng. Một trong những điều xấu của việc bất tử là phải chứng kiến người anh yêu lần lượt chết đi. Nhân tiện thì thế giới xung quanh đang thay đổi chóng mặt. Chỉ có mỗi anh là thụt lại đằng sau. Anh sẽ cảm thấy lạc loài trong xã hội. Mọi thứ từng rất quan trọng với anh đang dần dần biến mất. Theo thời gian sẽ chẳng còn gì làm anh vui hay làm anh ngạc nhiên nữa. Vì anh đã chứng kiến tất cả chúng rồi. Anh sẽ rơi vào trầm cảm vô tận. Xin lỗi bạn ơi, nhưng không ích gì đâu. Dừng lại đi Ano, anh bất tử cơ mà. Ano, đi xem phim nào. Ano, thôi được rồi, tôi sẽ để anh một mình. Bạn đang đợi bạn đến hả? Bạn của mình không làm vậy đâu. Ano, bạn đã làm gì thời gian qua vậy? Không phải bạn, mà là người gì nguy hiểm của bạn. Sau khi được thả, cô nàng lại quay lại thói quen xấu. Và giờ FBI sẽ mang bạn đi trong 24 giờ. Bởi vì, chà, bạn biết rõ cô nàng nhất mà. Có khoảng 15.000 đặc vụ làm việc cho FBI, với 5-6 văn phòng khu vực. Cơ sở đào tạo chính của họ được đặt tại Quantico, Virginia. Hơn 100 đặc vụ có mặt tại cơ sở bất cứ lúc nào, sẵn sàng đào tạo các đặc vụ mới. Họ cũng sẽ dạy Ano của chúng mình đấy. Đặc vụ FBI phải sẵn sàng cho mọi tình huống. Ngoại trừ việc này, làm sao có thể trở nên hữu ích đây, Ano? Các đặc vụ FBI có quyền mang vũ khí vào năm 1934, tức là sau 26 năm kể từ ngày thành lập. Ngày nay, việc đào tạo thiện xạ là hoàn toàn cần thiết và là một trong các khóa học quan trọng nhất. Và Ano dường như đang làm tốt đấy. Sau khi chứng minh khả năng của mình trong quá trình đào tạo, Ano của chúng mình sẽ trở thành đặc vụ FBI trong 24 giờ. Công ty không tồi, Annie. Có lẽ Ano của chúng mình sẽ thử sức với Cục Phòng chống tội phạm, được thành lập vào năm 2002. Đây là nơi có đủ loại công nghệ tiên tiến sẽ giúp Ano trong quá trình tìm kiếm của mình. Bạn đã tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm chưa, Ano? Nào, cố lên, Ano. Mình biết không nên mong đợi nhiều mà. Rốt cuộc, bụng của bạn luôn được ưu tiên. Nhờ vài mánh khóe. Tất nhiên, không phải Ano. FBI đã tìm ra nơi đồng bọn của dì anh bạn sinh sống. Tay đua xe khét tiếng được biết đến với cái tên Buffalo Joe. Và giờ các phẫu thuật đặc biệt đang được tiến hành. Đây là nghi phạm. Mọi người chuẩn bị. Cố lên Ano. Bạn luôn bị gì thế nhỉ? Ano, nhanh lên. Đồng nghiệp của bạn cần giúp đỡ kìa. Cứ thế này thì bạn ngăn anh ta kiểu gì chứ? Cái gì? Không thể tin được. Thật vi diệu. Sự ngốc nghếch của bạn lại có ích. Đây là cơ hội để bạn thẩm vấn một tù nhân. Chà, Ano, để có câu trả lời, bạn phải đặt câu hỏi. Và họ nói, im lặng là vàng. Bạn có ý hay, phải không? Bạn sẽ cho anh ta bài học về đạo đức tốt hả? Ôi chúa ơi, thật là bước đi nguy hiểm. Ano, mình không nhận ra đấy. Không ngờ bạn có thể làm tan vỡ anh chàng cơ bắp này. Trông như cậu bé vậy. Chà, Ano, bạn sắp bắt được gì của mình rồi. Anh nghĩ mình đã là đặc vụ FBI thực sự. Ano, nhưng anh ấy vẫn hành động như cảnh sát điển hình vậy. Này, thế còn việc tìm kiếm cô của anh thì sao nhỉ? Hãy cùng xem qua kho lưu trữ của FBI nhé. Hơn 5.000 sợi tóc riêng lẻ được lưu trữ ở đây để làm bằng chứng. Thậm chí còn có hồ sơ của vụ án của Charlie Chaplin và John Lennon. Chúng ta cần tìm vụ của gì để nhận được lệnh nghe lén cô ấy? Bây giờ chúng ta sẽ nghe lén cô bạn, giống như với Pablo Escobar vậy. Và theo thông tin mới nhất, cô vừa tự đặt bánh pizza. Ano, đây là cơ hội. Anh có thể cải trang.
Vì sự an toàn, anh sẽ có micro ẩn bên mình và nhiệm vụ là lén giấu lỗi trong văn phòng của cô ấy. Đến giờ rồi, đi đi, Anu. Bây giờ, mọi thứ phụ thuộc vào anh. Điều rất quan trọng là phải cố gắng hành động tự nhiên nhất có thể. Ai ai ai. Tiếng chuông cửa thật là... Ani, vào nhà rồi. Đây là cơ hội của anh. Đi đi, đi. Cố lên, Anu. Đây là nhiệm vụ của anh mà. Đi và đặt con bọ vào văn phòng của cô nàng đi. Tuyệt vời. Bây giờ hãy từ từ và cẩn thận lén lại gần. Oái. Dường như có chút vấn đề, Anu. Ừ, nhanh lên, nghĩ cái gì đó đi. Ôi không. Anu, ra ngoài nhanh, chạy đi, trước khi quá muộn. Ê, cô ấy nguy hiểm hơn mình nghĩ một chút. Ani, cố lên, chắc chắn sẽ có ai đó cứu bạn. Bị phát hiện rồi anh bạn ơi. Bây giờ cô sẽ giết anh ấy trong nháy mắt. Mình không biết là cậu thích bóng đá đấy. Cậu đưa mình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nè, niềm vui chỉ còn là nhất thời thôi. Cẩn thận đấy. Hay là cậu thực sự thích điểm chết trên màn hình TV của cậu? Cậu đang định làm cái quái gì vậy thế? Trời, Anu, đây đúng là tính cách của cậu rồi. Giờ đúng là sự đột phá mà. Rõ ràng, kết quả của trận đấu quan trọng nằm trong tay cậu đấy. Và giờ cậu là cầu thủ siêu sao, Ronaldo. Không, đây là lỗi thường gặp mà. Đây là Ronaldo, cầu thủ Brazil. Và cậu đang là người giữ quả bóng vàng 5 sao, Cristiano Ronaldo, cầu thủ Bồ Đào Nha. Đến lúc ghi điểm rồi. Trời, sao mình lại hy vọng vào thể trạng của cậu nhỉ? Giờ thì cậu phải thoát khỏi đám fan kích động đấy. May mắn thay, cậu có thể trốn trong ngôi biệt thự, nơi mà có thể đi đến thông qua con đường bí mật. Anando, cậu đang ở nhà của người hầu đấy, đồ ngốc. Lâu đài lộng lẫy của cậu phải đi xa thêm chút nữa. Ngôi nhà rộng như vậy phải có người hầu. Thêm vào đó, nhà có phòng gym, bể bơi, phòng bia, spa và hai lối vào bí mật để đảm bảo không có nhà báo nào thấy được cậu. Anu, cậu đâu rồi? Ồ, mình biết rồi. Cậu có thể hình dung được cơ thể của Ronaldo chỉ có 7% là chất béo. Mặc dù anh ấy 35 tuổi, theo như những bài báo sinh học, anh ấy có sức khỏe và cơ thể của người 23 tuổi. Cristiano tiêu thụ 3.000 calo mỗi ngày và được chia nhỏ thành 6 bữa. Mình biết là cậu cũng làm như thế, nhưng cậu không vận động chút nào. Cậu thực sự nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng như vậy á? Cristiano có tài khoản Instagram nổi tiếng nhất thế giới với gần 250 triệu lượt đăng ký, tức gần bằng 34% dân số của châu Âu hoặc 76% dân số của Mỹ. Và vì họ không thể gặp cậu ở ngoài đời, họ sẽ tiếp cận với cậu qua Internet. Cậu đang cố tiết lộ thông tin này ra nữa phải không? Có vẻ đến lúc cậu chạy khỏi nhà rồi đấy ngốc ạ. Đúng, đây là gara của cậu. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron và Veyron. Và cả chiếc Ferrari 599 trị giá 7 triệu đô. Đừng để rớt nước bọt đấy. Chúng mình không chọn được vận mệnh, vận mệnh chọn chúng mình. Cẩn thận đó, Ani. Wow, ai lại đi đổ rác thải phóng xạ ở đây thế này? Này Anu, giờ cậu có thể thành siêu anh hùng rồi đó. Cậu có biết ban đầu Wolverine trong đội Marvel được gọi là Batman không? Nếu trong trường hợp này, cậu là Beast Skunk Pac-Man. Tuyệt đấy, lần đầu tiên trong lịch sử mà một siêu anh hùng lại có đến 3 loại siêu năng lực. Nhưng cậu không phải là người duy nhất có siêu năng lực đâu, Ani. Ví dụ như thần kiếm ở Nhật, Isamachi, có thể cắt mảnh đạn đang lao đến với tốc độ 320 km/h đấy. Hay như Slavisa Pykic đến từ Serbi, có thể chịu được dòng điện 20.000V. Và anh ấy có thể nấu chín đồ ăn bằng cách cho dòng điện chạy qua cơ thể. Wim Hof đến từ Netherlands có thể chịu được nhiệt độ dưới 0 độ C trong hàng tiếng đồng hồ.
và anh ấy còn trèo núi Everest bằng chân trần luôn cơ. Còn cậu thì sao Anu? Wow, chúc mừng nha. Mình thấy cậu có khả năng đập móng tay bằng xương sọ, xây đập, thậm chí nuôi cả siêu bọ chét trên người cơ đấy. Nhưng nghiêm túc thì, nếu cậu nghĩ siêu năng lực của mình là lố bịch, xem thử lại truyện tranh DC về Dog Welder xem. Anh ấy có sức mạnh liên kết đàn chó thành kẻ thù của mình. Và Zeges trong X-Men, sau những đêm rượu chè bê bết, thì anh ấy đã phát hiện ra mình có năng lực nôn ra acid. Cậu có biết mạng lưới của Batman trị giá 98 triệu đô không? Có vẻ như việc làm siêu anh hùng sẽ có lợi trong việc kinh doanh. Và bản truyện siêu nhân đầu tiên được bán đấu giá với giá 3,5 triệu đô đấy. Và theo như đánh giá số lượt tìm kiếm trên Google, người nhện giờ còn nổi tiếng hơn cả Tổng thống Mỹ đấy. Anu, mình biết điều này rất tuyệt, nhưng sự thật bất biến rằng công việc chính của siêu anh hùng không phải là đón nhận hào quang, mà để chiến đấu bảo vệ cái tốt. Này các cậu, thế giới đang gặp nguy đấy. Không có cậu, thế giới này sẽ bị hủy diệt mất. Được rồi, đừng trách mình không nhắc cậu. Nhìn này, cô ta có kính áp tròng kết nối Internet. Cô ta có thể tra cứu mọi thông tin về anh chỉ trong vài giây. Ở đây, anh sẽ mãi là trai tân. Vào trong nào, thang máy vũ trụ sẽ đưa anh lên độ cao 35.000 km so với mực nước biển. Thẳng đến một vòng tròn khổng lồ, nơi tạo ra điện từ của vòng quay của trái đất. Ở bên phải của anh là cửa hàng bán bộ phận cơ thể. Hãy vào trong kiếm vật thay thế cho ngón tay đen đủi của anh. Bác sĩ này có thể tái tạo tất cả các cơ quan chỉ từ bộ gen. Vì vậy tất cả các vườn thú ở đây đều có khủng long, chim dodo và thậm chí cả người Neanderthal. Muốn ăn nhẹ không? Máy in 3D in thực phẩm từ tế bào động vật nhân tạo, bột mì tổng hợp và khoáng chất. Nó ngon hơn đồ ăn ở năm 2019. Thật là thế giới tuyệt vời, phải không? Nhưng có thể có một viễn cảnh khác. Chiến tranh hạt nhân, trái đất nóng lên. Bạn có biết rằng trên thế giới có 15.000 đầu đạn với tổng công suất khoảng 7.500 megatons? Bạn cũng có thể nên biết rằng 5 phút trước tôi đã phóng một số chúng về hướng bạn. Chẳng có lý do gì để đạp chân ga cả, Anu. Sóng xung điện từ giết chết tất cả các thiết bị điện tử, ngập tràn những chiếc xe hơi hiện đại. Tiếp đó bạn sẽ bị va chạm với sóng xung kích, ngay cả khi chiếc vỏ xe cũ rỉ sét này được làm bằng graphite rắn ở cấp độ nguyên tử, thậm chí còn mạnh hơn kim cương. Và bằng cách nào đó bạn đã sống sót một cách thần kỳ sau tất cả sự phá hủy này. Bạn vẫn sẽ phải trải qua địa ngục trần gian. Hãy nhấc mông dậy đi Anu. Chúng tôi cần kiểm tra xem bạn còn cách tâm chấn của vụ nổ bao xa. Hãy nhớ, nếu bạn nhìn thấy một đám mây hình nấm, hãy đưa tay ra theo hướng đó và giơ ngón tay cái lên. Nếu đám mây lớn hơn ngón tay cái của bạn thì bạn đang ở trong vùng phóng xạ. Quả là một anh chàng may mắn. Bạn có kem chống nắng không? Nó chẳng giúp được gì cho bạn đâu, đồ ngốc. Tôi chỉ đang đùa thôi. Bạn nên chạy khỏi đây đi, nhanh lên. Các đồng vị phóng xạ với số lượng nhỏ đã bắt đầu từ từ phá hủy DNA của bạn. Bạn tôi cảm thấy thế nào? Vâng, đúng vậy. Đây là thời điểm thích hợp để tắm, tránh tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm và sử dụng các quy trình xử lý nước đặc biệt có thể làm tăng cơ hội sống sót cho bạn. Làm một bộ lọc nước Anu, ngay cả bức xạ yếu nhất cũng sẽ dần dần dẫn đến các khối u ác tính.